Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Ngã Tốn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Ngã Tốn. Donate cho Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 19, chương 154, xích tên mệnh. Không thể phủ nhận một điều, tên Ngô Béo này quả thực là rất xui xẻo. Tùy tiện đi trên lối đi bộ cũng bị giấy quảng cáo này dán bay vào mặt, cho nên vận xui của hắn đúng là dày đặc, là vô cùng xui xẻo. Tần Hạo cũng rất kinh ngạc, đối với người như vậy tại sao đến bây giờ vẫn còn sống được, làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Thậm chí nói ý nghĩ của hắn bây giờ đang là rối loạn, hắn không thể nào nổi lên sự đồng tình với cái tên Ngô Béo về cái sự đen đủi của Hạo, của tên Ngô Béo này luôn. Này Ngô Mập, thật sự là tôi cũng rất thông cảm với cậu. Người như cậu sống rất vất vả đó. Giờ phút này Tần Hạo cảm khái nói, Ngô Béo này vận mệnh thật sự là thê thảm, lại có âm dương nhãn, nhìn thấy quỷ hồn, còn không nói vấn đề là mỗi ngày mỗi ngày đều xui xẻo, tại sao lại khổ như vậy. Cho nên Tần Hạo đối với hắn cũng sinh ra tâm tình đồng cảm, có thể nói là một sự đồng cảm sâu sắc. Biết thế nào được, từ lúc tôi sinh ra đã quyết định như vậy rồi, nên tôi cũng đành vậy thôi, coi nhẹ mọi thứ. Ngô Béo lại biểu hiện tương đối là chấp nhận, cởi mở nói. Thoạt nhìn hắn cũng đã thích ứng, hoặc là có thể là hắn cũng đã quen như vậy. Tâm thế như vậy là cũng rất hiếm thấy ở người bình thường, ít nhất đối với Tần Hạo, tâm thế như vậy cũng là rất đáng quý. Nếu như nói mỗi một ngày mình đều gặp xui xẻo, gặp những sự tình bất đắc dĩ, có lẽ Tần Hạo cũng chưa chắc đã chịu nổi. Hắn cảm thấy có rất nhiều chuyện không phải là mình muốn hoàn thành là hoàn thành. Ở trong đây còn phụ thuộc vào số mệnh. Vận số của Ngô Béo kém một chút, nhưng vẫn còn có chút đáng giá. Đó là mỗi ngày hắn đều gặp sự tình xui xẻo như thế, mà hắn vẫn còn sống đến bây giờ. Từ điểm đó mà nói, nhìn chung là Ngô Béo vẫn có một chút gì đó lạc quan mới có thể sống qua tháng ngày như thế. Đúng rồi, cậu không có bị chảy ra, xước ra, gãy xương gì gì sau cú đâm vừa rồi chứ? Tần Hạo ấp úng hỏi. Dù sao thì tên gia hỏa này cũng là vì bị mình đâm vào, khẳng định cũng không phải là chuyện tốt, cho nên hỏi han một chút. Đối với Tần Hạo cũng vô cùng lo lắng cho Ngô Béo. Tôi không sao đâu. Ngô Béo uể oải đứng lên, mặc dù có vẻ là uể oải, nhưng Tần Hạo khẳng định là hắn không sao. Sau khi nhìn kỹ, chỉ là vận xui mới đẩy Ngô Béo thành như vậy, nếu không thì cũng chẳng có phương pháp nào khác. Tần Hạo bỗng nhiên giật mình, nghĩ đến cái gì đó. Tên Ngô Béo này không lẽ chính là xích tên mệnh? Xích tên mệnh này chính là thứ được ghi trong truyền thuyết trên Phục Ma Bảo Điển. Hắn bắt đầu suy đoán, nguyên nhân ở trong đây rất quan trọng là bởi vì xích tên mệnh trong truyền thuyết là một khái niệm rất phức tạp. Người này trong cuộc đời sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn đều là những chuyện xui xẻo. Ở một góc độ khác mà nói, những chuyện xui xẻo này xảy đến với hắn lại cũng có những thứ tốt. Khi gặp những chuyện xui xẻo, hắn sẽ không bao giờ nguy hiểm đến tính mạng. Từ điểm đó mà nhìn, đây là mấu chốt, có tác dụng rất quan trọng. Tần Hạo càng cảm thấy tên Béo này chính là xích tên mệnh, nếu không thì là chẳng có cách nào giải thích cả. Tần Hạo tin tưởng nội tâm của mình. Hắn tin tưởng tất cả những thứ này không sai. Nếu như nói mọi người trong thời điểm gặp xui xẻo rất có thể là bỏ mạng, nhưng Ngô Béo này thì không. Có xui mấy thì xui, hắn trong lòng vẫn luôn có phúc khí, cho nên không thể chết được. Này, sao cậu nhìn tôi như vậy? Ngô Mập cũng tò mò nhìn Tần Hạo. Đối với ánh nhìn của Tần Hạo, Ngô Mập cũng đang hiếu kỳ.
À không có gì đâu, là tôi thấy cậu quá đẹp trai đó. Tần Hạo cười khan mấy tiếng. Hắn cũng rất hứng thú với tên Ngô Mập, cũng muốn biết những năm qua tên Ngô Mập này sống như thế nào mà trải qua được những sự kiện kia. Chương 155: Sống lâu. Ẩm Dương Nhãn và Xích Tên Mệnh tất cả tập trung trên một người. Đây là vô cùng hiếm thấy. Theo hiểu biết của Tần Hạo từ trang phục Ma Bảo Điện, cũng là lần đầu tiên mới thấy được cả hai thứ, là loại người sống lâu như là rán vậy. Tình huống như thế tụ tập ở trên người Ngô Béo chứng minh một điều, đây không phải là tình cờ. Thậm chí Ngô Béo chắc chắn sau này tuyệt đối không phải là một kẻ đơn giản. Có lẽ từ trong cõi U Minh đã sắp xếp cho hắn có điều này. Này, bây giờ cậu đi ăn sao? Tần Hạo hỏi. Ngô Béo xoa xoa cái bụng của mình uể oải. Tôi còn chưa kịp đi ăn đây. Được, vậy tôi mời cậu đi ăn sáng đi. Chúng ta coi như là hữu duyên. Có cơ hội lần này gặp, tán gẫu thêm một chút. Tần Hạo nói như vậy. Được rồi, tôi không có ý kiến gì cả. Nghe được ăn, thân sắc của Ngô Béo cũng thoáng cái phấn chấn. Vậy ta đi thôi. Tôi biết là gần đây có một tiệm ăn sáng rất là ngon. Thức ăn ở đó sẽ rất tốt đối với dạ dày đó. Ngô Béo nghe xong rất hứng thú. Đối với ý nghĩ này của Tần Hạo, Ngô Béo sẵn sàng giơ hai tay hai chân tán thành, vô cùng cao hứng. Dáng vẻ của Ngô Béo phấn chấn, Tần Hạo mỉm cười. Tần Hạo bảo Ngô Béo lên xe âm, rồi nhấn ga đến một chỗ không có người. Sau đó họ để xe âm ở đó đến một tiệm ăn sáng. Hai người là có duyên phận, lần này coi như là một cơ hội hiếm thấy. Ngồi xuống gọi không ít đồ ăn. Bởi vì Tần Hạo cũng nhìn ra Ngô Béo này sức ăn cũng thuộc dạng không bình thường, ăn rất nhiều. Có lẽ cũng không nên bạc đãi hắn, dù sao thì mình cũng đã mời. Gọi ra không ít thứ, mười mấy cái bánh bao, 5-6 cái bánh tiêu, 7 cái bánh rán, sữa đậu nành. Rồi tất cả những thứ ăn ở trong quán này hầu như là Ngô Béo đều gọi ra một chút. Sau khi nhìn Ngô Béo này ăn, Tần Hạo thật sự cũng cảm thấy ngon miệng. Nhìn hắn ăn mà mình còn thấy đói bụng, khiếp sợ không thôi. Ngô Béo này ăn uống kinh khủng như vậy. Hai người ăn uống no say rồi bắt đầu tán gẫu. Ngô Béo ngẩng lên nhìn Tần Hạo đang ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Thật sự là Tần Hạo đang vô cùng khiếp sợ với cái sức ăn của tên Ngô Béo. Tần Hạo cảm thấy hứng thú với Ngô Béo vô cùng, mới hỏi: Này, bây giờ mà nói cậu đang định đi đâu vậy? Làm gì? Tôi không có việc làm, giờ đây một ngày 3 bữa cơm còn không có đủ no đâu. Nhiều nhất là giúp nhân gia đuổi quỷ thôi. Ngô Béo ăn no, hiển nhiên cũng có chút khí lực, nói ra, âm thanh hữu lực hơn lúc nãy rất nhiều. Cái gì? Cậu còn biết đuổi quỷ á? Có vẻ hiếm đó. Tần Hạo lộ ra dáng vẻ kỳ lạ. Hắn không nghĩ tới tên béo này vẫn có thể đuổi quỷ ngoài dự đoán. Tần Hạo bây giờ mặc dù cũng có khả năng đuổi quỷ, nhưng đã phải trải qua thời gian tập luyện rất dài. Ngô Béo này lại có thể vượt qua mà không cần như vậy, là vì hắn có âm dương nhãn. Nhưng âm dương nhãn quá đáng lắm thì cũng chỉ có thể nhìn thấy quỷ, mà hắn lại có thể đuổi quỷ, làm cho mình không tưởng tượng nổi. Đúng vậy đó. Ngô Béo gật đầu. Đương nhiên lúc này hắn cũng không có cố kỵ Tần Hạo. Sau một hồi trò chuyện, hai người đã rất thân thiết. Thật ra thì tôi cũng thực sự đuổi quỷ đó. Nhưng mà còn phải xem con quỷ này mạnh đến mức độ nào. Nếu như nói là nó quá mạnh thì có lẽ là rất khó. Có lẽ là thôi tôi bỏ thôi, bởi vì sẽ không thành công đâu. Ngô Béo chân thành nói. Vậy cậu có phương pháp gì đuổi quỷ? Tần Hạo hiếu kỳ. Bởi vì hắn cũng biết người có thể đuổi quỷ chắc chắn là phải có những độc chiêu. Đây cũng là một lần có cơ hội tham khảo học tập. Ngô Béo hít sâu một hơi chậm rãi. Rất đơn giản là tôi khuyên bảo con quỷ để cho nó rời đi. Như vậy là tốt nhất. Cho nên cái này cũng phải xem trường hợp như thế nào. Còn nếu không tôi sẽ có biện pháp khác. Cậu lại còn thuyết phục quỷ á? Vậy là tôi nể cậu rồi. Tần Hạo cũng trợn mắt nhìn. Nhưng ngay sau đó Tần Hạo nghĩ đến một chuyện. Như tên Ngô Mập này nói, có lẽ cũng là một biện pháp. Nhìn hắn là một kẻ ngu ngơ, quỷ hồn dù sao cũng là người chết mà thành. Cho nên nhìn thấy một kẻ ngu ngơ như vậy, cho dù lòng dạ có xấu xa cũng không thể nào ghét được, thậm chí còn có cảm tình.
Như vậy, dùng lời ngon tiếng ngọt của một kẻ ngu ngơ có thể làm thay đổi ý nghĩ của một con quỷ hay không? Chương 156: Hợp tác. Tần Hạo càng nghe càng bội phục tên Ngô Béo. Có thể nói hắn là lợi hại, lại có thể nghĩ ra biện pháp này để đuổi quỷ. Đối với vấn đề này, Tần Hạo cũng có rất nhiều ý tưởng. Chung quy phương pháp này, từ trước tới nay Tần Hạo cũng chưa từng nghe nói qua, là một phương pháp cảm hóa trong truyền thuyết, đặc biệt kỳ lạ. Thậm chí, so với những phương pháp đuổi quỷ truyền thống thì càng khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như quỷ nhìn thấy người là vô cùng chán ghét, bởi vì người là những kẻ còn được sống, mà quỷ là những kẻ đã bị tước đi sự sống. Như vậy, vô luận là ngươi nói gì hoặc chọn ra sự tình gì để cho con quỷ hài lòng đều vô ích. Chỉ có thể nói như là Ngô Béo vậy, hắn rất hiền lành, thậm chí nhìn có vẻ ngây ngô thiện nhân. Bởi vì có khả năng như vậy, Ngô Béo là người vô cùng có thiện tâm, đem ra những điều đó để mà khuyên bảo con quỷ. Nó giống như kiểu là nhà sư giảng đạo cho đồ tể vậy. Ấy thế nhưng tên Ngô Béo này lại nói hắn là toàn đuổi quỷ theo cách đấy. Tần Hạo đối với tên Ngô Mập này lại còn có một chút hâm mộ. Cái mệnh của tên Ngô Mập này có lẽ không tránh khỏi một cuộc đời như vậy, đến vậy mà cũng có thể là đuổi quỷ. Này, bây giờ cậu đang không có việc làm đúng không? Tần Hạo hỏi. Đúng rồi, tôi làm gì có công việc nào. Cậu nếu như muốn, mỗi một lần tôi chỉ cần rời khỏi băng ghế là cũng sẽ bị gặp phải đen đủi đó. Nhẹ nhàng thì đạp chân vấp ngã, nặng nề thì bị cái gì rơi vào người. Dưới tình huống như vậy, tôi làm sao mà hoàn thành được công việc gì, làm gì cũng hỏng à. Tần Hạo nghe vậy vạn phần bất đắc dĩ. Cuộc sống như vậy đúng là có đủ khổ sở, hắn cũng có thể cảm nhận được. Ngô Béo này nếu như cùng với mình làm thành một nhóm, mình dựa vào năng lực đuổi quỷ của mình, Ngô Béo dựa vào năng lực đuổi quỷ của hắn, có khi lại làm thành một team hay. Tình huống bây giờ là đang vô cùng thú vị. Thử nghĩ xem, ngoài mình ra, mang theo tên Ngô Béo này, không cần động thủ, rất nhiều trường hợp chỉ cần Ngô Béo lên tiếng để cho hắn giúp mình động thủ, vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết mà không tốn công, tốn sức. Cho nên cuối cùng Tần Hạo chủ động đề nghị. Này, vậy cũng may là tôi quen cậu, gặp cậu ở đây. Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu có đồng ý đi cùng làm việc với tôi? Đến lúc đó cậu sẽ có chỗ tốt đó. Tần Hạo ung dung nói, lời hắn nói đều là thật. Tình huống bây giờ chỉ một mình làm công việc đuổi quỷ, coi như là nghề nghiệp chính. Dựa vào con đường là tài xế âm dương, mình tuyệt đối sẽ rất có ưu thế. Thậm chí đi làm công việc đuổi quỷ cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vì một điểm này, Tần Hạo liền mời Ngô Mập Mạp cùng gia nhập team. Hắn hy vọng Ngô Mập Mạp không từ chối đi theo mình lăn lộn. Như vậy, không những mình có được sự trợ giúp rất lớn, hơn nữa đối với tên Ngô Béo này cũng không thiếu chỗ tốt. Tần Hạo biết Ngô Béo có âm dương nhãn vô cùng hiếm thấy, có thể nói là chỉ gặp chứ không thể cầu. Trong một số trường hợp, âm dương nhãn này sẽ phát huy rất nhiều tác dụng. Mà mình hiện tại mỗi một lần muốn nhìn thấy quỷ hồn đều phải dùng đến nước mắt trâu, đây cũng là một điểm hạn chế cực kỳ. Tần Hạo đưa ra ý đồ hợp tác là vô cùng quan trọng. Tên Ngô Béo này quan hệ với quỷ hồn là rất hiếm, không chỉ là trời sinh âm dương nhãn, mà điều quan trọng hơn là một gương mặt hiền lành ngây ngô. Những điều này là ưu thế của tên Ngô Béo. Mặc dù hảo huynh đệ của mình Lý Hổ cũng là một lựa chọn tốt để nhập team, nhưng dù sao Lý Hổ cũng chỉ là một người phàm, là một năng lực cũng có hạn. Nếu như so với Lý Hổ thì rõ ràng Ngô Béo này ưu thế hơn rất nhiều. Đương nhiên Tần Hạo cũng coi trọng hơn một chút. Nếu không thì làm sao chủ động đưa ra lời đề nghị với Ngô Béo như thế. Tần Hạo đang chờ đợi câu trả lời của Ngô Béo. Câu trả lời của Ngô Béo sẽ là một chuyện vô cùng quan trọng trong con đường của hai người sau này. Này, nếu như không thích thì thôi vậy. Tần Hạo hỏi, cũng là muốn trưng cầu ý kiến của Ngô Béo. Tôi không sao đâu. Nhưng mà bây giờ tôi
Ấy là một loại người ăn rất nhiều đó, đối với tôi mà nói là một thử sự không tốt đâu. Ngô Béo cũng không chút do dự, hắn quả quyết. Vậy cậu không hỏi tiền lương sao? Khóe miệng của Tần Hạo giật giật. Không cần đâu, tôi chỉ cần một ngày 3 bữa cùng với chỗ ở là tôi vui vẻ rồi. Ngô Béo thật thà nói, giống như là một tên đúng là ngốc vậy. Như vậy cũng làm cho Tần Hạo than thở, tâm tình tên Ngô Béo này là rất thuần khiết. Thậm chí mình mời chào hắn cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, làm cho Tần Hạo rất cảm động. Trong lòng của Tần Hạo lại quý trọng Ngô Béo thêm một chút. Hắn tự xin thề với mình sau này sẽ nhất định trân trọng một đồng bạn như Ngô Béo, nếu không thì mình sẽ có lỗi với lương tâm. Hắn nhìn Ngô Béo mỉm cười. Được rồi, Ngô Béo, đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi. Chỉ cần bất kỳ lúc nào cậu có khó khăn, cứ tìm tôi. Từ nay về sau chúng ta là bạn hợp tác, cùng là bạn chi hữu, cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là có thể trợ giúp chính nghĩa, hơn nữa có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cậu phải tin tôi đó. Tần Hạo tự tin nói. Ngô Béo chỉ biết nghe rồi ngây ngô gật đầu. Chương 158, dặn dò của Đỗ Hưng. Vậy là cuối cùng Tần Hạo và Ngô Béo đã có quan hệ hợp tác. Tần Hạo cũng rất tin tưởng, chỉ cần hợp tác, vậy là chiến lược của hai người sẽ tăng lên rất nhiều, tương lai sẽ có hy vọng được phát triển. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều, đồng thời cũng tính toán cho tương lai. Hai người ngồi trong tiệm ăn sáng tán gẫu một chút, Tần Hạo lái xe quay về công ty. Hắn vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ để bàn giao xe. Tần Hạo không thể lơ là. Mở cửa xe, đi vào trong công ty vận chuyển Nhật Nguyệt. Đỗ Hưng cũng đã thức dậy, đang ngồi trong phòng làm việc. Lão đang không biết luyện một công pháp gì mà có hắc khí vần quanh người. Tần Hạo sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thay đồng phục, đem chìa khóa xe giao lại trên bàn, coi như đã chính xác hoàn thành một đêm làm việc vất vả. Ai, đã về sao? Hôm nay mọi việc thuận lợi chứ? Đỗ Hưng vẫn đang ngồi ở tư thế đả tọa, liền không hé mắt mà hỏi Tần Hạo. Dù sao đây cũng là một công ty khách vận, Tần Hạo là một nhân viên, lão cũng phải quan tâm một chút. Chỉ cần Tần Hạo gặp vấn đề, nếu như khó giải quyết, Đỗ Hưng sẽ đứng trong bóng tối hỗ trợ. Đây là một điểm quan trọng mà Đỗ Hưng đã được chỉ đạo. Có thể nói Đỗ Hưng cũng là một người làm việc rất có trách nhiệm. Đối với Tần Hạo, lão luôn luôn dìu dắt, chăm chút. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì đâu. Tần Hạo cảm động nói, đồng thời trong lòng đối với sự quan tâm của Đỗ Hưng cũng rất cảm kích. Vậy bên trong càn khôn túi có vẻ có rất nhiều sa la quả. Đỗ Hưng nhìn thấy một cái túi càn khôn phập phồng, lên hiếu kỳ. Đến cùng cũng không thể lừa gạt được lão hồ ly này. Tần Hạo cũng không khỏi lắc đầu, quả nhiên là mình cũng không giấu được con mắt của lão. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu. Đúng vậy, lần này tôi hái sa la quả. Lão Đỗ, ông có kiến nghị gì sao? Tần Hạo bận tâm hỏi, hắn vẫn cảm giác lo âu một chút. Tình huống này cũng rất là đặc biệt. Dù sao thì hắn cũng là mang những thứ từ dưới âm phủ lên mà chưa được mệnh lệnh của Đỗ Hưng. Giữa mình và Đỗ Hưng tạo dựng thành một mối quan hệ rất phức tạp. Đỗ Hưng trợn mắt lên, sau đó cười một tiếng. Ta đương nhiên là không vấn đề gì. Tôi cũng biết cậu muốn lợi dụng những thứ này để đề thăng thực lực của mình. Đây đương nhiên là dễ hiểu. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một chút. Mặc dù thứ này có thể tăng thực lực của cậu, nhưng cậu phải tuyệt đối chú ý. Muốn đi trên con đường tốt nhất thì phải cân nhắc nặng nhẹ, đắn đo. Cứ mà lạm dụng sẽ không có chỗ tốt nhiều đâu. Điểm này nhất định là cậu phải thấu tỏ đó. Đỗ Hưng cũng không ra vẻ một ông chủ, mà vô cùng khiêm nhường, kiên nhẫn dạy Tần Hạo như là một người thầy. Tần Hạo đương nhiên cũng hiểu rõ tâm tình của Đỗ Hưng đối với mình như thế nào, lại càng cảm kích. Những lời dặn này của Đỗ Hưng hắn sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, không bao giờ quên. Tần Hạo cười cười, không thành vấn đề, tôi sẽ luôn nhớ. Tần Hạo sẽ luôn luôn ghi tạc, bởi vì quả thật
Qua Phục Ma Bảo Điển, hắn cũng đọc được và biết Sa La Quả có tác dụng tăng thực lực của mình là hiệu quả. Tuy nhiên, ở bên cạnh đó cũng có tác dụng phụ, nếu như không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng tới thân thể của mình. Chương 59, quyết định. Lúc tưởng chừng đã xong cuộc nói chuyện, đột nhiên Tần Hạo giật mình khi thấy Đỗ Hưng cau mày, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tần Hạo đánh bạo: "Này ông chủ, ông làm sao vậy? Sao đột nhiên biểu tình như vậy? Có gì không đúng sao?" Đối với dò xét của Tần Hạo, Đỗ Hưng mỉm cười. Với tính khí của lão thì Tần Hạo cũng biết chắc chắn là có chuyện. Đỗ Hưng nhíu mày, có chút thâm ý mà hỏi: "Tại sao gần đây tôi cảm giác quỷ khí trên người cậu có chút nhiều đó, có vẻ như là nồng nặc đó." Tần Hạo cả kinh, trong lòng suy nghĩ làm sao mà lão biết, là rất ngoài ý muốn. Tần Hạo cảm thấy Đỗ Hưng bây giờ giống như là một lão hồ ly, giảo hoạt, không thể giấu lão được cái gì. "Hey, tôi làm một tài xế âm dương, quỷ khí trên người là rất bình thường chứ sao?" Tần Hạo cười ha ha một tiếng, làm bộ như không có gì cả. Đỗ Hưng thể hiện ra vẻ từng trải già dặn, chậm rãi lắc đầu: "Không phải là như vậy. Loại quỷ khí này là tôi hết sức quen thuộc. Mặc dù âm dương lưỡng giới đều có quỷ, nhưng khí tức ở trên người những quỷ hồn ở hai giới là khác nhau. Quỷ hồn ở âm ti, quỷ khí rất lợi hại, lúc nào cũng nồng nặc và rất mạnh. Tuy nhiên dù sao cũng đã có địa phủ khống chế, cho nên có thể thu liễm được, coi như là ẩn giấu vào trong hồn thể, tương đối ôn hòa. Nhưng quỷ hồn ở nhân gian thì khác, bọn họ không có thu liễm gì, cho nên cũng không che giấu khí tức. Trong lúc lơ đãng là đem khí tức của mình dính níu đến người ở gần bên cạnh. Giờ phút này ta đang nhìn thấy điều đó ở cậu đó." Thì ra là như vậy. Tần Hạo âm thầm gật đầu, hắn cũng không nghĩ đến điều này. Hắn sắp xếp lại ngôn từ ở trong đầu, chậm rãi: Thật ra thì thôi được rồi, ta nói thật." Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, hắn đem chuyện mình và Lâm Giao trải qua kể lại một lần cho Đỗ Hưng, từ lúc ở trong xe. Sau đó dần dần kể hết. Qua lời nói của Tần Hạo, Đỗ Hưng biết Tần Hạo thấy Lâm Giao đáng thương, cho nên cũng sinh lòng thương tiếc, muốn lưu nàng ở lại nhân gian. Thật ra Đỗ Hưng cũng đang rất do dự. Lão đối với rất nhiều quỷ hồn đôi lúc cũng đáng thương, cho nên đồng tình, muốn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nghĩ cho người khác. Đỗ Hưng đang suy nghĩ có lẽ nên trợ giúp hắn, chỉ có thể như vậy mới tăng thêm thực lực của Tần Hạo, thậm chí là còn tăng thêm lợi nhuận của khách vận. Vì vậy Đỗ Hưng thoáng một chút, lão đưa ra một quyết định. Chương 160, điều tra. Lão biết rõ nếu như lúc này mà khuyên bảo khẳng định là không có tác dụng. Đỗ Hưng cũng lắc lắc đầu, chậm rãi: "Đã như vậy ta có lẽ bỏ qua thôi. Dù sao nàng cũng đang rất đáng thương, hơn nữa là bị người ta hãm hại. Qua điểm đó mà nói có thể hiểu được." "Ta hiểu. Cậu có thể để cho nàng trở thành trợ thủ của cậu, giúp cho cậu làm việc. Liên quan tới việc này ta sẽ báo lên trên, điểm này cậu yên tâm đi." Đỗ Hưng sau một phen an ủi, ý tứ trong giọng nói cũng rất rõ ràng. Có thể nói Tần Hạo đã quyết tâm rất lớn, cho nên Đỗ Hưng cũng không can thiệp nhiều. Với một điểm này, Đỗ Hưng cũng rất tự tin vào sự lựa chọn của Tần Hạo. Vậy cảm tạ ngợi. Tần Hạo cũng vô cùng cảm kích, bởi vì ở bên cạnh Đỗ Hưng một thời gian dài, Tần Hạo quen thuộc quan điểm sống của Đỗ Hưng, cũng biết đối phương là loại người nào, tương đối nghiêm khắc đối với thuộc hạ, cũng rất quan tâm. Sự tình như vậy cũng rất là tốt. Trong lòng cảm kích từ đáy lòng dâng lên. Có đôi lúc Tần Hạo đề phòng lão bất điểm này là một lão hồ ly, cái gì cũng thường thường đưa hắn vào trong những cái hố. Tuy nhiên về cái mặt này thì thật sự là rất nể. "Không cần cảm ơn, cậu làm tốt việc của cậu đi, sau đó tiếp tục duy trì công việc là tôi đã biết ơn cậu lắm rồi. Nhưng công việc này đã có rất nhiều người làm, đều không có ngoại lệ, bỏ cuộc.
Nhưng đến lượt cậu thì làm tốt. Cậu phải chú ý. Tần Hạo hít sâu một hơi. Tình huống này ở trong đầu của hắn cũng đang chột dạ. Hắn cảm thấy Đỗ Hưng đã thật sự tin tưởng mình. Đúng rồi. À Hạo, còn một chuyện nữa. Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra. Cái vụ án mòi tìm kia cậu biết chứ? Đỗ Hưng lại thay đổi bộ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói. Tần Hạo tự nhiên đối với cái này hắn cũng hiểu. Tự nhiên là tôi biết. Ông muốn tôi đi điều tra sao? Đỗ Hưng đã nhắc tới, nhất định là nguyên nhân để cho Tần Hạo đi điều tra. Đối mặt với tình huống như vậy, Tần Hạo cũng lập tức sắp xếp công việc. Chính là như vậy, tôi mong rằng cậu có thể đi điều tra. Chung quy chuyện này chắc chắn không bình thường. Nếu như nói không cẩn thận, sẽ có một số chuyện phát sinh. Đỗ Hưng cũng không thể không phủ nhận. Tình huống như vậy, lão cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói ra. Được rồi, tôi nghe rồi. Tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều tra. Đã có hiệu lệnh của Đỗ Hưng, Tần Hạo dĩ nhiên là phải tuân theo. Chung quy, lão cũng là lão đại của Tần Hạo. Sau khi đã phân công như vậy thì Tần Hạo càng thêm tận lực làm việc. Sau khi nghe Đỗ Hưng dặn dò mấy câu, Tần Hạo từ nơi này đi ra ngoài. Hắn muốn trở về nhà, nhưng Đỗ Hưng đã bảo Tần Hạo đi điều tra, cho nên cũng phải tranh thủ thời gian. Hắn không về nhà nữa. Hắn điều chỉnh lại hô hấp của mình, sau đó dán mấy tờ dương phù. Hắn cảm giác cả người mình đều tràn đầy lực lượng, giống như là tràn đầy máu gà, vô cùng hăng tiết. Chương 161. Ngoài dự đoán. Lái xe rất nhanh, Tần Hạo đến địa điểm xảy ra những vụ án. Hắn đang đứng ở một siêu thị trong một tiệm bán quần áo. Mặc dù là đang sáng sớm, nhưng hoàn cảnh ở chỗ này vẫn còn u ám lắm. Bốn phía xó xỉnh, vô cùng u ám. Rất nhiều tòa nhà chọc trời ở đây, cho nên nói bao phủ nơi này là một sự hẻo lánh. Đi vào bên trong dường như là một cái ngõ cụt. Tần Hạo cảm thụ khí tức ở đây, hít sâu một hơi. Trong không khí cảm nhận được một cỗ hơi thở. Hắn lập tức lấy la bàn ra, bắt đầu cảm nhận. Ở phía trên, những đường vân và hoa văn hiện ra rõ ràng. Dưới ánh nắng ban mai chiếu qua, la bàn lóe sáng lên, vô cùng thần kỳ. Trong tình huống này, Tần Hạo hiểu rõ. Thao túng la bàn thật tốt, hắn sẽ tìm ra phương hướng của cỗ khí tức kia. Sau một hồi vận dụng la bàn, Tần Hạo lên xe, khởi động xe, bắt đầu một đường chạy băng băng theo phương hướng mà kim la bàn chỉ. Dọc đường đi, Tần Hạo cảm nhận được một loại dự cảm không tốt. Hắn chợt bàng hoàng nhận ra là con đường này rất quen, dường như mình đã đi đến. Rồi cho đến lúc hắn giật mình, đây chính là nơi mình đã đến. Mà thậm chí đã đến hai lần. Mỗi một lần rời khỏi đây, mình đều có thu hoạch. Đó chính là cái tiệm bán đồ cổ. Hình ảnh tiệm bán đồ cổ hiện ra trước mắt làm cho Tần Hạo chấn kinh. Cỗ khí tức nọ là phát ra từ đây. Chương 162. Đặng Hiên. Lần theo tung tích trên la bàn đã chỉ, rốt cục phát hiện đoàn kỷ quỷ khí kia là bốc ra từ đây, tiệm bán đồ cổ. Có thể nói đây là ngoài dự liệu của Tần Hạo. Hắn cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới đoàn quỷ khí lại đến từ nơi này. Nơi này không xa lạ gì với hắn, thậm chí có thể nói là quen thuộc, bởi vì hắn đã hai lần đến đây làm giao dịch và có không ít lợi nhuận. Lần đầu tiên là bán âm linh thạch và một ít đá. Lần này mang cho Tần Hạo những khoản tiền nhất định. Thậm chí hắn còn tính toán trong khoảng thời gian tương lai, đây cũng sẽ là nơi mà duy trì sự giàu có của hắn. Tần Hạo là không ngờ tới tiệm bán đồ cổ này lại liên quan đến những sự kiện linh dị. Hắn đang nằm ngoài dự đoán. Nhưng nếu như thật sự là như vậy, Tần Hạo lại phát hiện ra rất nhiều điểm khả nghi. Nguyên nhân quan trọng chính là ở trên lầu 2 của tiệm bán đồ cổ, Tần Hạo phát hiện ra một căn phòng khép kín. Mà ở gần căn phòng này, hắn lại cảm nhận được có một cỗ âm khí cực kỳ nồng nặc. Vốn cho rằng tiệm bán đồ cổ này là mình cảm thụ sai mà thôi, nhưng nghĩ đến thật sự cũng rất khả nghi. Nội tâm của hắn hít sâu một hơi. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Ở đây chắc chắn là có điểm kỳ lạ.
Tần Hạo chợt giật mình, nghĩ đến ông chủ của tiệm đồ cổ này cũng rất thần bí. Hắn cẩn thận suy nghĩ, tất cả mọi thứ quả nhiên không sai. Đứng ở tiệm bán đồ cổ không lâu, Tần Hạo lên xe rời khỏi, bởi vì hắn lo rằng nếu như mình cứ đứng như vậy sẽ bị Đặng Hiên và những người khác nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ sinh nghi. Trong lòng tràn đầy những ý nghĩ quả thật muốn nhức đầu. Sau khi về nhà, hắn cũng không ngừng dằn xuống được tâm trạng phức tạp. Hiện nay hắn khẳng định có mấy vấn đề, đó chính là trong tiệm bán đồ cổ tồn tại những bí mật mà không ai có thể biết. Hơn nữa, ông chủ Đặng Hiên này là một người có thân phận không hề bình thường. Từ những điểm này, Tần Hạo cũng rất coi trọng vấn đề này. Nếu không, đối với mình cũng không tốt, bởi vì mình là người đang nhận điều tra vụ án này từ chỗ của Đỗ Hưng. Mặc dù bây giờ Tần Hạo cũng đã có một ít tin tức, nhưng hắn không bứt dây động rừng. Nếu như bứt dây động rừng sẽ gây bất lợi cho công việc và dự định của mình. Liên quan đến chuyện này, hắn cần phải tìm hiểu thật rõ. Tần Hạo sau khi rời đi khỏi tiệm đồ cổ không lâu, ở bên trong có mấy người mặc áo đen rộng thùng thình cúi đầu bước nhanh tới. Thời điểm lên đến lầu 2, những người này đưa tay ra gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh. Có vài người ngẩng đầu nhìn một chút, không thấy có ai cả, rất nhanh họ đi vào trong phòng làm việc. Bốn người bọn họ bỏ mũ trường bào, khom người ngồi xuống trên ghế salon. Khom người nói với Đặng Hiên: "Chủ nhân, sự tình người phân phó chúng tôi đã làm xong. Nhân thủ của chúng ta đã đủ, không sai biệt lắm, có thể hành động bất kỳ lúc nào." Một người nói, mà nói cho đúng là không phải là một người. Chỉ thấy một nửa bên mặt của hắn máu thịt be bét, hơn nữa trong đôi mắt dữ tợn vô cùng, hắc khí vẩn quanh, vô cùng quỷ dị. Chứng minh đây chính là trạng thái quỷ hồn nhập thân, nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy. Nó giống như là một loại nhân tạo, nhưng độ nhất định là rất phức tạp. Cũng không dễ dàng để nhận ra phân biệt được đây là quỷ hồn hay là quỷ hồn nhập thân. Nhìn từ dung mạo thì tồn tại một bộ dáng ghê gớm. Đặng Hiên giờ phút này lộ ra một tia cười quỷ dị. "Hành động kế tiếp chúng ta phải sắp xếp thật kỹ, biết không?" "Dạ biết." "Đỗ Hưng, chúng ta đã lâu không gặp, hẳn là muốn ôn lại chuyện cũ một chút." Giờ này Đặng Hiên hử lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra ánh nhìn âm độc, vô cùng quỷ dị. Nếu như nói có ai nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định là sẽ bị dọa cho giật mình, bởi vì hình ảnh này quá sức kinh dị. Sau khi cười một tiếng, Đặng Hiên đứng lên giơ tay với bọn họ. Bốn người này đi một vòng, sau đó biến mất. Giờ khắc này hắn cũng không đi về phía căn phòng đối diện tràn đầy quỷ khí, đóng cửa lại. Hắn ngồi xuống bên trong tu luyện. Chương 163, kỳ lạ. Đối với những tình huống này, Tần Hạo dĩ nhiên là không biết. Hắn đối với Đặng Hiên có chút hoài nghi, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Nhiều thời gian hắn dùng triệt để nghỉ ngơi và tu luyện. Chung quy, chỉ có phương pháp này mới có thể làm cho hắn tiến bộ không ngừng, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Từ trước tới nay hắn tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Trong cuộc sống, bất kỳ tình huống nào cũng đều phải lạc quan, tin tưởng. Cuộc sống của hắn dĩ nhiên là vô cùng nhàn nhã, mỗi ngày đều tu luyện thật tốt, hưởng thụ sinh hoạt, vô cùng dễ chịu. Mỗi một ngày, uống vài chén hỏa diệp trà, khai thông kinh mạch toàn thân, sau đó không ngừng luyện tập pháp thuật và kiếm pháp của mình, rèn luyện sự tăng trưởng. Tần Hạo cũng biết rằng những thứ này là vô cùng trọng yếu, không thể không thiếu. Hắn tập trung tinh thần nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó dừng luyện kiếm, đi sang luyện thư pháp. Luyện thư pháp để làm gì? Là để tăng cường kỹ năng vẽ phù. Có nhiều phù chú có thể đem lại cho hắn rất nhiều chỗ tốt trong chiến đấu. Thời điểm luyện thư pháp, Tần Hạo phát hiện tâm tình của mình cũng bình tĩnh lại. Năng lực của hắn cứ thế mà tồn tại, rồi tăng lên không ngừng. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng tịnh tiến. Ban đầu kiếm pháp của hắn còn rời rạc một chút, nhưng bây giờ có thể mạnh mẽ huy vũ. Kiếm của mình tăng lên,
đạt đến cảnh giới có lẽ gọi là kinh khủng, thậm chí đứng trước mặt một thân cây to có thể một kiếm chém đứt, đủ thấy sức mạnh tàn phá siêu cường. Trong một trạng thái nào đó, Tần Hạo cảm ngộ rất sâu, có rất nhiều phương diện tu luyện của hắn tăng lên, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Kỹ năng phù chú của hắn có thể vẽ được cả dương phù và bùa hộ mạng một cách cũng không khó khăn. Hai loại phù chú này đều đem lại hiệu quả vô cùng. Khí lực của hắn cũng tăng lên, càng ngày càng mạnh. Trường lực của hắn bây giờ đánh vào một bức tường có thể sập cả tường. Tần Hạo cũng phát hiện điểm công đức của mình tăng lên rất nhiều. Cái này tất nhiên là cũng có đạo lý, bởi vì hắn không ngừng giúp đỡ chính nghĩa, cho nên điểm công đức tăng lên cũng không phải là kỳ lạ. Hắn đặt một cái ghế xích đu ở trên thảm cỏ trong sân. Tần Hạo cảm giác nằm ở đây rất thoải mái. Nằm xuống, hắn mới suy nghĩ về nhân sinh, cuộc đời, hưởng thụ sinh hoạt. Trong giờ phút này, Tần Hạo từ từ cảm thụ linh khí trong trời đất. Theo sự thư giãn đầu óc của hắn, linh khí đang huyên náo từ từ cách xa đầu óc suy nghĩ của hắn, đột nhiên lại tụ lại, dần dần quán thâu vào trong thân thể. Tần Hạo cũng không vội vàng mà cứ thả người ra như vậy. Những phiền não cũng dần dần bay biến, thập phần tĩnh lặng. Hắn lúc này giống như là một sự thăng hoa, mỗi một lỗ chân lông theo nhịp hô hấp bình thường cũng thu nạp linh khí trong thiên địa vào đó. Tần Hạo cảm giác như thân thể của hắn dường như không cần tu luyện mà tự có khả năng hấp thu linh khí. Đây cũng là loại cảnh giới kỳ diệu. Chương 164, tu luyện. Sự hấp thu linh khí này làm cho thể năng và thân thể năng lực cũng tăng lên. Tần Hạo hít sâu một hơi, sau đó vận khí đem toàn bộ khí tức của mình lắng động đến vùng đan điền. Từ đó kích thích chảy đi mỗi huyệt đạo trên toàn thân, gia tăng tốc độ vận chuyển linh khí. Như vậy có nghĩa là hắn vừa ngồi vừa có thể tu luyện, thậm chí nằm tu luyện, ăn tu luyện, đi đứng tu luyện, ngủ tu luyện. Nếu như không có tình huống như vậy, Tần Hạo cũng không cảm giác được hắn lại có một phương thức tu luyện kỳ dị như vậy. Mỗi một lỗ chân lông trên người tự khắc thư giãn cùng với nhịp hô hấp mà tu luyện. Hắn điều chỉnh khí tức trong quá trình hô hấp, dưới tần số nhịp thở có thể gia tăng tốc độ hút vào thả ra linh khí. Cho nên vì nguyên nhân như vậy, trên mọi điều kiện Tần Hạo có thể tu luyện được bất kỳ lúc nào mà không cần phải tập trung nghĩ rằng mình đang tu luyện. Cái này nó giống như là một con người hô hấp bình thường vậy. Tần Hạo đem toàn bộ dương phù áp vào trên người mình, trong tay của hắn nắm lấy âm linh thạch, nhìn thấy từng luồng hắc khí từ dưới mặt đất tụ lại, dần dần chui vào trong những âm linh thạch này. Những tia linh lực này vào giờ khắc này thấm vào trong làn da của hắn, theo tốc độ hô hấp của thân thể mà từ những tờ dương phù dán trên thân thể kia và từ bên ngoài không khí cũng bắt đầu tản mát từ quanh thân thể của hắn, tạo thành một quầng sáng màu vàng cùng với âm khí màu đen quẩn quanh với nhau, tạo thành một vòng kết giới trên thân thể, rồi lại hòa vào nhau vô hình, hình thành một không gian khác với không gian ở ngoại giới. Tần Hạo đang nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ mà hắn không phát hiện được. Ở đằng sau quả lưng của hắn từ bao giờ đã hình thành một đồ hình âm dương. Đối với công hiệu thay đổi thân thể xác thực là tốt không ai ngờ được, thậm chí đến các lão đại như Đỗ Hưng cũng không thể ngờ được tên tiểu tử này lại phát minh ra một cái phương thức tu luyện đến đáng sợ như vậy. Nguồn sức mạnh này không thể khinh thường được, tồn tại một lực công kích và tu bổ cơ thể. Nguồn sức mạnh trùng kích quá mức mạnh mẽ, nhưng chỉ cần trải qua sự trùng kích này, cơ thể và kinh mạch của Tần Hạo sẽ có sự biến đổi, một sự biến đổi không ngờ tới. Tần Hạo cứ ngồi như vậy, trong đầu bất giác nghĩ đến nhân sinh của mình sau đó. Thời gian này có lẽ mình cũng không cần thiết bỏ ra quá nhiều, bởi vì hắn còn nhiều thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ. Kỳ hạn làm tài xế địa phủ của hắn ngắn ngủi nửa năm, cho nên chỉ cần khoảng thời gian này còn, đến lúc đó
mình cũng có tích tụ được rất nhiều tài nguyên và phương pháp tu luyện từ Đỗ Hưng, làm cho cuộc sống của mình sẽ rất thư thái. Sau khi chạy một vòng chu thiên, cả người huyết mạch đến từng lỗ chân lông đều cảm giác vô cùng dễ chịu. Hắn cũng thấy tinh khí thần của mình đều rung động lên sự mạnh mẽ, không cần ý niệm. Thân thể của hắn tự nhiên đóng mở hô hấp mà hấp thu thiên địa linh khí. Tần Hạo đang chuẩn bị ngủ một giấc, nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Chính là Lý Hổ gọi tới. Không do dự, Tần Hạo bắt máy. Alo, lão Lý, có chuyện gì vậy? Tần Hạo hiếu kỳ hỏi. Âm thanh của hắn cũng rất mạnh mẽ. Nghe sang bên kia, thấy âm thanh của Lý Hổ trầm trầm, nhất định là không có chuyện tốt. À Hạo, tôi nói cho cậu biết một tin tốt. Trong điện thoại, âm thanh của Lý Hổ vô cùng kích động, thậm chí là hưng phấn dị thường, lộ ra một cỗ kinh ngạc. Quả nhiên là có vấn đề rồi, không lẽ lại là cửa kiếm tiền sao? Tần Hạo hài lòng, bởi vì lần làm ăn trước lại cho mình thêm 2 triệu thu về, tiền này quả thực là quá dễ. Muốn lấy thì cũng phải làm việc một chút. Nội tâm của Tần Hạo nghĩ như vậy. Hắn tin tưởng bằng năng lực và tài nghệ của mình nhất định có thể tăng thêm tiền, mình sẽ càng ngày trở thành cự phú. Theo như Lý Hổ nói, Lý Hổ lần này nhận được một đơn đặt hàng ở trong một nhà vườn. Chủ nhà này dường như gặp chuyện quỷ dị, cho nên mong rằng Tần Hạo có khả năng giải quyết sự việc. Bất quá chuyện gì thì cũng chưa xác định được, tình huống cụ thể thì phải đến nhà vườn kia mới biết. Thu được tin tức này cũng không quá rõ ràng điều gì, nhất là những sự kiện linh dị ma quỷ thì cũng cần phải đến xem mới biết. Đến lúc đó sẽ đưa ra thủ lao và chắc chắn là sẽ không thấp. Vấn đề này Lý Hổ nói mình sẽ đi qua một phen xem, sau đó sẽ nói với Tần Hạo để cho hắn đích thân đến rồi quyết định. Tần Hạo dĩ nhiên cũng không có ý kiến, có thể nói hắn rất đồng ý chuyện này, không thể nào từ chối. Chỉ cần giá đưa ra hợp lý mà nói thì cái gì hắn cũng làm. Được rồi, tôi đồng ý. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Được, vậy tôi đi xem và chuẩn bị một chút. Cậu chờ đó. Đương nhiên. Chương 166, Liên Thủ. Lý Hổ bây giờ giống như là người đại diện của Tần Hạo, cũng là một diễn viên quan trọng. Chỉ cần có nhiệm vụ trọng yếu gì, hắn sẽ liên lạc với Tần Hạo các mối làm ăn. Như vậy, bình thường là đều thông qua Lý Hổ để liên lạc với Tần Hạo. Quan hệ này cũng vô cùng vi diệu nhưng cũng rất quan trọng. Tần Hạo trong ánh mắt của nhiều người là dựa vào Lý Hổ mà làm ăn. Nếu như không có hắn, Lý Hổ ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, làm ăn nhiều năm như vậy, tuổi coi như kinh doanh cũng đã gọi là lớn như vậy, tự nhiên cũng được gọi là đầu xà. Cúp điện thoại, Tần Hạo hít sâu một hơi. Hắn bây giờ cũng không có nhiều việc, cho nên chỉ là tu luyện thật tốt, sau đó tranh thủ thời gian, trong khoảng thời gian này hấp thu nhiều dương khí, hơn nữa để tinh thuần hóa dương khí trong cơ thể. Có thể nói thực lực của Tần Hạo bây giờ đang tăng cường đến một trình độ nhất định. Chỉ bằng điểm này là rất quan trọng. Chỉ có thể có thực lực mạnh mới có thể tổng hợp được một nhóm tốt, mà mình ở trong nhóm này lại là mũi nhọn. Ngày hôm sau, Tần Hạo nghỉ ngơi, cũng không cần đến công ty đi làm, cho nên ở nhà. Ngày mai hắn cũng sẽ không đi, bởi vì đã có hẹn trước đến công xưởng kia điều tra sự kiện quỷ quái. Hắn xin nghỉ, cho nên để cho Đỗ Hưng tự sắp xếp. Hôm nay hắn gọi Ngô Béo, cho bởi vì hai người đã thiết lập quan hệ hợp tác, rất nhiều chuyện cũng cần phải thông báo để cho Ngô Béo quen việc, bảo hắn cùng đi. Có Ngô Béo, mình cũng có thêm một sự trợ giúp. Cái này đối với Ngô Béo cũng là một sự rèn luyện rất tốt. Đến lúc đó sẽ làm cho mọi người kết hợp ăn ý hơn. Chung quy trong các tình huống, chỉ cần có khả năng phối hợp tốt, một team ăn ý thì mọi thứ sẽ dễ giải quyết. Hôm nay Ngô Béo mặc một bộ hãn sam màu trắng, giống như là Lưu Mỗ Mỗ, đi vào trong đại quan viên, hướng vào biệt thự của Tần Hạo, khen ngợi một trận. Này, tôi không nghĩ đến cậu lại giàu có như vậy đó. Có một ngôi biệt thự to như thế thật là đã quá à. Ngô Béo bây giờ
đi vào bên trong biệt thự, đi tới đi lui, xem xét, phát ra khen ngợi. Không thể không nói, từ bé tới lớn đây là lần đầu tiên Ngô Béo gặp qua ngôi biệt thự to như thế, làm cho người ta kinh hãi. Giờ phút này Ngô Béo đang không ngớt lời khen ngợi. Ê, chỉ cần cậu đi theo tôi lăn lộn thật tốt, tôi đảm bảo chưa đầy một năm cậu tuyệt đối có thể xây một ngôi biệt thự như vậy đó. Tần Hạo trịnh trọng. Cậu nói thật sao? Này, cậu đừng có lừa phỉnh tôi á. Ngô Béo nửa tin nửa ngờ. Lừa cậu thì có chỗ tốt gì? Yên tâm, cứ theo lời tôi nói đi. Cậu cũng không thiếu chỗ tốt đâu. Tần Hạo nghiêm túc. Những thứ này chỉ là lông châu mà thôi. Tương lai của bọn họ còn trời cao bể rộng lắm. Chỉ cần nắm tốt được cơ hội thì không gì là không thể cả. Chương 167. Tương lai tốt đẹp. Lão đại à, lần này cậu gọi tôi tới là vì chuyện gì vậy? Vào bên trong biệt thự, Ngô Béo kinh hỉ vạn phần, đang hiếu kỳ hỏi Tần Hạo. Bởi vì qua điện thoại, Tần Hạo chỉ bảo mình tới, nhưng cũng không có nói rõ là chuyện gì. Ngô Béo đang rất hiếu kỳ. Bất quá, không đến thì không biết, đến thì bị dọa. Bởi vì hắn tới mới biết Tần Hạo quả thật là có tiền, vô cùng khiếp sợ. Ngô Béo vì có âm dương nhãn mới nhìn thấy Tần Hạo lái xe âm. Thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy Tần Hạo như là một tài xế âm dương mà thôi. Ở trên thế gian này nhiều quỷ hồn như vậy, tự nhiên cũng chẳng có gì kỳ lạ. Đối với Ngô Béo cũng chẳng có mức ngạc nhiên. Thế nhưng đối với người sống mà đến nhà một người có nhiều tiền như thế, thì Ngô Béo cũng không thể ngờ tới một người tài xế âm dương lấy đâu ra tiền. Hiện tại Ngô Béo càng hạ quyết tâm, nhất định sẽ đi theo Tần Hạo lăn lộn. Cứ như vậy mà nói, càng khẳng định ý nghĩ của mình. Giờ khắc này, Tần Hạo nhìn thấu ý nghĩ lo âu trong lòng của Ngô Béo, an ủi. Không sao đâu, cậu yên tâm đi. Tôi gọi cậu tới, nhất định là sẽ giúp cậu khắc chế cái xích tên mệnh, xóa cái vận đen cho cậu, đừng có băn khoăn. Giờ phút này, Tần Hạo rất tự tin, đơn giản một tiếng nói. Bởi vì Tần Hạo là người rất hiểu biết. Xích tên mệnh, người mang mệnh này rất bi thảm, nhưng cũng không phải là thúc thủ vô sách. Chỉ cần hấp thụ dương khí đầy đủ trên thân, loại vận khí xui xẻo này sẽ từ từ hóa giải. Mà Tần Hạo cũng là một loại người như vậy. Hắn tự nhiên cũng rất rõ, rất nhiều lúc ý nghĩ trong lòng của hắn rất tốt, nhưng đến lúc hành động thì lại không có giống. Hắn cũng chẳng kém xích tên mệnh là mấy. Cho đến khi hắn làm tài xế âm dương, vận mệnh của hắn mới thay đổi. Vì vậy Tần Hạo khuyên Ngô Béo chính là lấy từ bản thân mình mà ra. Hơn nữa hắn cảm giác Ngô Béo này là loại người đầu óc rất đơn giản, tâm tư rất đơn thuần. Nếu không thì Tần Hạo cũng không nghĩ là Ngô Béo lại có thể có được âm dương nhãn và xích tên mệnh. Nếu như hai người có thể kết bạn với nhau đi một chặng đường dài là một sự nghị phi thường khéo léo. Thật ra thì hôm nay tôi gọi cậu tới đây là có một việc muốn nói với cậu đó. Bây giờ cậu quyết định đi theo tôi làm việc chứ? Tần Hạo hỏi lại một lần cuối. Có chuyện gì lão đại cậu cứ nói đi. Chỉ cần tôi có thể làm, tôi nhất định là lên núi đào xuống biển lửa. Tôi không từ chối đâu, tuyệt đối tôi sẽ làm đó. Ngô Béo nói là dùng một loại thủ sủng ngược kinh. Bởi vì hắn là người mang xích tên mệnh, có thể nói cho đến bây giờ hắn cũng chưa bao giờ làm việc với một ông chủ nào quá 3 ngày cả. Bây giờ có một công việc tốt, một cơ hội tốt như vậy, Ngô Béo nhất định sẽ nắm thật chặt. Được rồi, làm tốt, tôi tin tưởng cậu tiểu tử. Tần Hạo nghiễm nhiên lấy một tư thái lão đại cùng Ngô Mập Mạp nói về công việc. Hắn cũng không có nói nhảm, hít sâu một hơi, đồng thời đem chuyện Lý Hổ nói cho mình, nói với Ngô Béo một lần. Lần này có thể chúng ta lần đầu tiên hợp tác hành động, cho nên nhất định phải cho chúng thấy phong thái của chúng ta. Phải giải quyết được công việc này, như vậy mới hợp tác được đến làm ăn lâu dài, và danh tiếng của chúng ta cũng lên. Đến lúc có nhiều việc rồi á, xe hơi biệt thự, tiền tiêu gì đó thoải mái, cậu hiểu không? Tần Hạo cũng tận tình nói quá lên một chút. Được rồi đại ca, bây giờ cậu nói đi, chúng ta đến cùng là phải làm gì? Cậu cứ phân phó là tôi làm hết đó. Chương 168, thu học trò. Liên quan đến phương diện này, Tần Hạo vẫn phải thương lượng với Ngô Béo. Bởi vì lúc này Tần Hạo là người trưởng nhóm, dĩ nhiên là không phải tranh cãi điều gì. Tình huống cũng không giống như trước đây, hai người hợp tác,
mình cũng không biết Ngô Béo này trước mặt địch thủ như thế nào cả, cũng chỉ là qua lời hắn nói, cho nên rất nhiều chuyện mình cũng chưa nắm rõ. Cái này là một trận khảo nghiệm để cả mình, cả Ngô Béo cùng hiểu lẫn nhau. Sau khi nghe chuyện, Ngô Béo hít sâu một hơi. Hắn đối với rất nhiều chuyện trước mắt đều rất muốn biết và tò mò. Giờ phút này tình hình như thế, Ngô Béo cũng đầy xúc động. Thậm chí có thể nói mình đối với Tần Hạo này coi như đã quen thuộc, nhất định là sẽ đồng hành cùng nhau. Không thành vấn đề đâu, những thứ này tôi nhớ rồi, yên tâm, tất tất là đều theo cậu đó lão đại, Ngô Béo khẳng định nói. Được rồi, mặc dù lúc trước cậu cũng đã đuổi qua một ít quỷ, thế nhưng tôi nói với cậu, trong rất nhiều tình huống nó còn phức tạp hơn những thứ trước đây cậu gặp đó, cho nên cậu phải chuẩn bị thật tốt. Ở phương diện này cậu đã rõ hay chưa? Tần Hạo hỏi Ngô Béo cũng như là một lời dặn dò. Ngô Béo chỉ gật đầu rùm rụp. Ngô Béo này đối với rất nhiều loại pháp thuật hoặc là âm dương kiến thức hắn cũng không biết. Đi theo Tần Hạo hắn sẽ học tập rất nhiều. Cứ ngây ngô ra một khuôn mặt, Tần Hạo nói gì hắn cũng gật gật đầu, nghe như là nuốt vào trong bụng vậy. Chương 169, biến chuyển. Thời gian tiếp theo, Tần Hạo đối với Ngô Béo 2 ngày huấn luyện những kiến thức đặc biệt. Mặc dù thời gian có ngắn ngủi nhưng cũng không sao cả, chỉ cần Ngô Béo cố gắng thì cũng không có vấn đề gì. Trong những ngày này, huấn luyện chủ yếu của Tần Hạo đó là dạy cho Ngô Béo một ít pháp thuật cơ bản cùng với một số phương pháp để đối phó với những quỷ hồn. Những thứ này là rất đơn giản nhưng lại cũng rất thực dụng, ở trong thực chiến phát huy tác dụng rất lớn. Tần Hạo nói cho Ngô Béo một ít thủ đoạn bắt quỷ cần biết để tăng cường thực lực và sự lợi hại của Ngô Béo. Phòng khi trong quá trình đánh nhau hoặc bắt quỷ, mình mà có cái gì đó đối sức, Ngô Béo sẽ tiến lên giúp một tay. Ngô Béo đối với huấn luyện này cảm giác rất đường đột nhưng cũng không thể không đối mặt. 2 ngày sau, dưới sự đặc huấn của Tần Hạo coi như đã xong. Thực lực của Ngô Béo không biết là tăng đến mức độ nào, nhưng cũng có thể nói Ngô Béo lúc này cũng thuộc dạng rất lợi hại, ít nhất là đối với tình hình trung bình cũng có thể đối phó được. Tần Hạo cảm thấy Ngô Béo đã có thể trở thành trợ thủ của mình. Mặc dù trong ít ngày ngắn ngủi huấn luyện cũng không được bao nhiêu kiến thức, nhưng Ngô Béo bản chất là người có âm dương nhãn, đây là một thế mạnh cực kỳ lớn. Ngô Béo tốc độ học tập không nhanh, nhưng chỉ cần Ngô Béo đọc cái gì là phi thường nắm chắc, tuyệt đối không quên. Chuyện quan trọng nhất là Tần Hạo rất cảm xúc. Ngô Béo này coi mình thật sự là một vị lão đại, nhất nhất đều nghe theo mình. Sao, cảm giác tình huống thế nào? Tần Hạo hỏi Ngô Béo. Tôi rất tốt, tình huống này cũng là tôi nắm chặt rồi. Ngô Béo gật gật đầu, lại học được một môn pháp thuật mới, mồ hôi đầm đìa, thở ồ ồ từng ngụm, rất mệt nhọc. Thế nhưng Ngô Béo vẫn kiên trì làm việc, hắn cũng không có bỏ cuộc. Thật ra thì không phải là vì Tần Hạo đã hứa hẹn tương lai tốt đẹp với Ngô Béo, mà một điểm quan trọng hơn, đó chính là Ngô Béo xúc động vì được Tần Hạo nhận là huynh đệ. Trước đây hắn là một kẻ mang mệnh xấu, cho nên sống cả một đời chả có mấy bạn, lúc nào cũng lủi thủi một mình, thậm chí có những lúc còn bị người ta hắt hủi. Nay lại có một người quan tâm, coi mình như là huynh đệ như vậy, Ngô Béo cố gắng nghiến răng kích phát ra hoàn toàn tiềm lực của hắn. Những tiềm lực này rất thần kỳ, rất lợi hại. Thế nhưng những thứ thay đổi đột ngột quá với Ngô Béo cũng gây ra những sự biến chuyển có tích cực, có tiêu cực. Có thể nói đã thay đổi luôn cả vận mệnh của Ngô Béo. Ngô Béo từ nhỏ đã có được âm dương nhãn và xích tên mệnh, hai loại tồn tại rất thần kỳ đối với cơ thể của một người sống. Sau khi có âm dương nhãn thì có thể nhìn thấy quỷ hồn, mà mỗi quỷ hồn đều lộ ra bộ dáng bình thường. Tất nhiên đó cũng là đương nhiên. Thế nhưng có đôi lúc làm cho người ta đau đầu, đó là quỷ hồn đôi lúc lại hiện ra bộ dáng kinh khủng dọa người. Ngô Béo cảm giác sợ hãi, hắn từ nhỏ đã có một loại tâm lý như vậy. Cha mẹ hắn cũng đều đã mất, hắn luôn lẻ loi một mình sống cô độc trên thế giới. Mỗi một lần muốn đi xin việc gì đó, người ta đều thấy hắn làm việc dính phải vận đen, không đổ thì vỡ,
cho nên nghỉ việc, bởi vì hắn là xích tên mệnh. Gặp Tần Hạo, bản thân Ngô Béo mặc dù ngốc cũng biết quý nhân của mình chính là Tần Hạo. Tần Hạo đã lôi hắn ra khỏi bầu trời khốn khổ mà biết bao nhiêu năm nay Ngô Béo đang phải chật vật. Vì nguyên nhân như vậy, Ngô Béo cảm thấy ấm áp trong lòng, nhất định đời này sẽ bán mạng cho Tần Hạo. Chương 170: Hưởng thụ sinh hoạt. Mà Tần Hạo bây giờ cũng đã coi Ngô Béo như là một đệ tử của mình. Chỉ cần Ngô Béo chân chính đi theo mình, thành thành thật thật mà làm việc, nhất định tương lai tiền đồ vô lượng. Đương nhiên là mình cũng sẽ kiếm được lợi ở trong đó. Bởi vì nhìn từ một góc độ nào đó, Ngô Béo chính là thổ địa đồng bạn của mình và là bằng hữu của mình. Tùy ý mà nói, Tần Hạo nhất định sẽ dùng hết khả năng giúp hắn. Hôm nay là một đêm cuối cùng ở nhà, ngày mai hai người sẽ chính thức lần đầu tiên hành động. Tần Hạo ở trong phòng của mình, Ngô Béo ở căn phòng còn lại, đã chuẩn bị cho hắn một cái giường. Có thể nói ở trong biệt thự này thiếu gì chỗ ở. Đến buổi tối, Tần Hạo thật sự hối hận. Hắn cảm thấy căn bản mình không nên giữ cái tên này ở trong nhà, bởi vì xung quanh tên này có rất nhiều sự việc xấu, thật sự sẽ làm hỏng mất. Không chỉ có màng nhĩ, mà là Tần Hạo còn bị cái tiếng ngáy của hắn làm rung chuyển cả giường. Tần Hạo thoải mái, thật sự là không có ngủ nổi. Buổi tối vừa vặn thức như thế, làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn Ngô Béo ngủ say như vậy, Tần Hạo cũng thật sự muốn đem hắn ném ra bên ngoài. Bởi vì như vậy khổ quá, hắn ngáy như là trâu vậy. Thở dài, Tần Hạo ngồi dậy, đi xuống dưới bãi cỏ, đi bộ tới lui một chút. Cảm nhận thấy gió thổi man mát, bỗng nhiên nghĩ đến tương lai. Mình thấy mùa hè năm nay, mọi thứ của mình hoàn toàn thay đổi. Tương lai trở nên cũng thông suốt hơn rất nhiều, khác với trước đây là một mảnh đời mù mịt. Bất giác, Tần Hạo nghĩ mình trải qua cả một tuổi trẻ cũng không có dễ dàng gì, đến tận bây giờ cũng mới có một chút thành tựu. Cho nên cũng không nên lãng phí thời gian, sống đâu có được bấy lâu. Cũng nên hưởng thụ sinh hoạt một chút, như vậy là rất tốt. Tâm tình được thả lỏng, có một số việc làm hay không thật ra là do mình quyết định. Có rất nhiều chuyện mình cũng không muốn làm, không được. Phân được cao thấp, bộ dáng của Tần Hạo bây giờ giống như một cao nhân thản nhiên ngồi trên ghế xích đu, ngửa mặt lên trời. Ở trong căn nhà của mình, xe của mình ở ngoài kia, tiền của mình ở trong ngân hàng, sống cuộc sống của chính mình quyết định. Từng chút cảm ngộ này lại ngưng tụ ở trong lòng của Tần Hạo. Nói người tu luyện đạo pháp cần phải cảm ngộ nhân sinh, đây chính là thời khắc mà Tần Hạo đang cảm ngộ nhân sinh của chính mình. Ngồi bên dưới cây đại thụ trong sân, ở trên bàn đá, ăn một chút điểm tâm, gách hai chân hít sâu một hơi, cảm thụ cái nhân sinh này. Đây là một loại lĩnh ngộ. Dưới ánh trăng, tâm cảnh của Tần Hạo trở nên thông suốt, thưởng thức hỏa diệp trà. Cảm giác dương khí và âm khí tràn ngập từng lỗ chân lông chạy qua mạch máu, hình thành một cỗ năng lượng cường đại chảy trong kinh mạch của mình. Chương 171: Tụ họp. Dưới ánh trăng sáng, hắn cảm giác gió mát thiêu thiêu, không còn gì để nói. Cứ ngồi như vậy đến 3-4 giờ sáng mới lặng lẽ đi vào trong phòng ngủ. Ngô Béo này tiếng ngáy cũng đã lắng xuống một chút. Như vậy cũng rất vất vả, Tần Hạo hít sâu một hơi, hắn cuối cùng có thể ngủ yên giấc. Một loại cảm giác mệt mỏi sau khi thức đêm, vừa gối đầu hắn đã chìm vào giấc ngủ. Trời vừa rạng sáng, Lý Hổ đã tới nhà Tần Hạo. Bởi vì mối làm ăn này là Lý Hổ mang tới, cho nên hắn cũng rất rõ ràng tình huống ở đây là do Lý Hổ quyết định. Thế nào, nhiệm vụ lần này các cậu cảm giác có thể hoàn thành được hay không? Lý Hổ dò hỏi Tần Hạo. Chung quy vô luận như thế nào, Tần Hạo cũng là leader của nhóm, hắn là mũi nhọn tấn công. Tần Hạo hít sâu một hơi, nhìn ra xa. Lần này đảm nhiệm thì không có vấn đề gì,
chỉ là có một chút điều kiện. Nhưng vấn đề này đều mà nói cũng rất dễ giải quyết thôi. Ý tưởng của Tần Hạo cũng rất rõ, chỉ cần một người đã nắm rõ được nguyên tắc thì tất cả cứ thế mà làm. Tình huống bây giờ là hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi. Chỉ cần cậu không có vấn đề gì, tất cả những thứ khác cũng không có vấn đề gì cả. Lý Hổ hít sâu một hơi. Ngô Béo cũng vừa ăn xong, ăn một mạch ba tô mì, từ trong phòng bếp đi ra. Cái bụng phệ bệ vệ làm cho người ta dở khóc dở cười. Lý Hổ nhìn thấy hắn cũng đứng lên bắt tay. Này, có phải là cậu chính là đồ đệ mà Tần Hạo vừa mới thu? Nhìn dáng dấp có vẻ rất là tốt đó. Tốt, đi theo chúng tôi làm việc, chúng ta sẽ cùng xông pha thiên địa. Mặc dù Ngô Béo lớn lên trong một gia đình điều kiện không tốt, nhưng hắn cũng vô cùng lễ phép, bắt tay chào hỏi Lý Hổ hẳn hoi. Thấy phàm là người có thể làm bạn với mình thì đều là người không tệ, cho nên ấn tượng của Ngô Béo đối với Lý Hổ đầu tiên là tốt cực kỳ. Chỉ bằng một điểm này, Ngô Béo lại càng phấn khởi hơn. Được rồi, Tân Hạo, vậy là nhóm chúng ta đã có 3 người. Tôi không ngờ rằng là chúng ta lại có thể làm thành một team như vậy. Nhất định chúng ta sẽ hoàn thành tốt công việc. Giờ Lý Hổ đang đối với Ngô Béo này cũng tràn đầy tự tin. Hai người mỉm cười nhìn nhau thật sâu. Vậy là bọn họ đã có một nhóm, một tổ hành động như vậy, coi như là rất mạnh. Mỗi người một nhiệm vụ, khẳng định là họ sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ mà bước lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.